Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc iPhone 8 Plus. Và như các bạn đã biết đấy, iPhone 8 Plus đã được ra mắt khoảng tầm là hơn 4 năm rồi. Và quả thực là đây là một khoảng thời gian quá dài các bạn ạ. Tại vì nếu như mà 4 năm thì điện thoại Android cũng đã ra được tầm là chục cái thế hệ và cả hàng ngàn công nghệ khác nhau. Còn iPhone thì cũng đã ra mắt thế hệ iPhone XS này, iPhone 11 này, iPhone 12 này và bây giờ là iPhone 13 rồi. Vậy thì sau 4 năm ra mắt, hơn 4 năm ra mắt, chiếc iPhone 8 Plus này có còn đáng mua hay không và nó còn có những điểm gì nổi bật trong tầm giá thời điểm hiện tại? Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình nhìn lại iPhone 8 Plus sau hơn 4 năm để xem là 8 Plus bây giờ có đáng mua hay không nhá. Trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào quan tâm về iPhone 8 Plus với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại hệ thống của Di động Mỹ thông qua đường link ở phần mô tả video này nhé. Mức giá hiện tại của nó chỉ rơi vào khoảng tầm là 6 đến 7 triệu thôi. Theo mình thấy là một cái mức giá khá ổn định cho chiếc iPhone 8 Plus này rồi. Cái điểm đầu tiên mình phải nói các bạn là iPhone 8 Plus bây giờ đã lỗi thời rồi. Nó không có những công nghệ mới, nó không có những thiết kế mới, nó cũng không có cụm camera hoành tráng. Như các bạn đã thấy này, màn hình của nó vẫn là màn hình tỷ lệ 16:9. Camera của nó vẫn là camera kép nhưng mà không có góc rộng. Rồi tiếp theo nữa này, nó vẫn dùng phím home thay vì là cái Face ID như là những dòng điện thoại iPhone bây giờ. Thế nên là với những bạn mà chúng ta đang yêu cầu một thiết kế mới và muốn trải nghiệm được những chiếc điện thoại với những công nghệ mới nhất thì mình nghĩ rằng là iPhone 8 Plus nó sẽ không hợp thời nữa. Đó, nên là nếu bạn nào mà đang tìm kiếm những công nghệ như vậy thì chúng ta lên hẳn những dòng iPhone đời cao, ít nhất là iPhone 11 hoặc là có thể lên iPhone 12, iPhone 13 thì mình thấy nó sẽ là ok nhất. Ok, còn đến với những cái điểm tiếp theo thì mình thấy iPhone 8 Plus vẫn làm rất tốt trong thời điểm hiện tại. Tuy nó chỉ có màn hình 16:9 và cũng như tần số quét của nó sẽ là 60Hz, nhưng mà đối với cá nhân mình với kích thước màn hình là 5,5 inch thì nó đã đủ hiển thị rồi. Và với cái màn hình này khi mà mình xem những video trên YouTube hoặc là mình xem một số bộ phim ấy thì nó ít bị cái tình trạng là viền đen. Một số bộ phim hoặc là những video mà định dạng mới thì may ra mình mới dính thôi. Còn đại đa số những cái video mà up trên YouTube hoặc là những cái video mà mình xem trên những chương trình ca nhạc này nọ thì nó cũng sẽ là tỷ lệ màn hình 16:9. Nên là mình cảm giác là xem trên cái màn hình này nó rất là full, rất là thoải mái. Rồi khả năng hiển thị của nó thì mình đánh giá rất tốt này. Độ sáng của nó thì mình vẫn thấy rằng là nó cao. Và nói chung là màn hình của iPhone 8 Plus ngoài trừ là nó không theo thiết kế mới, ngoài trừ nó không có tần số quét cao thì gần như chúng ta sẽ không có điểm chê trên cái màn hình này. Và khi các bạn đi mua máy iPhone 8 Plus cũ ấy thì các bạn cũng test giúp mình luôn là màn hình có true tone hay không. Tại vì với một số máy rơi vỡ này hoặc là với một số máy mà đã ép kính thay màn hình rồi thì có thể là nó bị mất đi cái true tone. Cái true tone này thì fit cực kỳ đơn giản thôi và một số thầy thợ thì có thể là fit được. Nhưng mà nếu các bạn mua qua tay người dùng và các bạn thấy là cái màn hình này bị mất true tone thì các bạn cũng nên kiểm tra lại thật kỹ xem là những vấn đề khác như thế nào. Cái điểm hay của iPhone 8 Plus đây là cái điểm trừ luôn là nó không có Face ID nhưng bù lại nó có cảm biến vân tay này. Trong cái mùa Covid này thực sự là mình quá ghét cái cảnh mà mỗi lần mà mình nhập mật khẩu ngân hàng này, mỗi lần mình ra mình mở khóa điện thoại là phải bấm 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 bấm. Nhiều lúc mình rối mình quên luôn mật khẩu, còn vân tay nhá, không cần đeo, không cần tháo khẩu trang, không cần gì hết, bấm một cái nó sẽ tự động mở ngay. Đây là không phải máy của mình nên là mình không có mở được. Đó, nói chung là cái vân tay thì nó sẽ tiện hơn ở cái việc này. Và mình hy vọng rằng năm sau trên những thế hệ như iPhone 14 sẽ có cảm biến vân tay dưới màn thì thực sự là quá tốt. Ok. Về phần mềm thì với chiếc điện thoại iPhone 8 Plus chúng ta vẫn có thể update được iOS 15 một cách ngon lành. Và cái iOS 15 này thì chúng ta gần như cũng trải nghiệm được đầy đủ tất cả các tính năng. Chẳng qua là một vài cái tính năng mới yêu cầu cấu hình cao hoặc là yêu cầu con chip mới, đời mới thì nó không thể nào có được thôi. Nói chung là cái trải nghiệm hệ điều hành iOS thì mình thấy nó vẫn nhanh, nó vẫn mượt và nó vẫn rất là ổn định đối với những bạn nào mà chúng ta đang cần một chiếc máy để làm việc, để nghe gọi hoặc là cần một chiếc máy có tính ổn định để sử dụng lâu dài và cập nhật phần mềm một cách nhanh chóng. Vì con iPhone 8 Plus này mình tin chắc rằng cái vòng đời hỗ trợ phần mềm của nó ít nhất là tầm 3 năm nữa. Tại vì các bạn có thể nhìn qua thằng em iPhone 6S của iPhone 8 Plus, các bạn biết rằng là cách nhau 2-3 đời nhưng mà iPhone 6S vẫn được lên phiên bản iOS 15. Thì mình tin chắc rằng iPhone 8 Plus cách 3 đời với lại 2-3 đời so với iPhone 6S Plus thì mình tin chắc nó sẽ được hỗ trợ phần mềm ít nhất là 2-3 năm tới nhé. Thế nên là 2-3 năm tới các bạn lo lắng về vấn đề cập nhật phần mềm thì cũng không cần phải lăn tăn đâu. Một cái điểm nữa mà mình cần chia sẻ đó chính là về hiệu năng của iPhone 8 Plus nó còn mạnh hay không. Thực sự ấy, iPhone thì mình không đánh giá nhiều về phần hiệu năng, mình không đánh giá cao về phần hiệu năng, kể cả những con như là iPhone 13 Pro Max, vì nó đều gặp một cái vấn đề chung là nóng lên, tối màn hình và
nó bị giảm độ sáng, nó bị tụt FPS rất sâu. Và càng những dòng iPhone càng về, như là những dòng iPhone được sản xuất sớm ấy, như kiểu là iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max thì nó càng bị tình trạng này nhanh hơn. iPhone 13 Pro Max có thể là mình chơi game tầm 20 phút nó mới bị. iPhone 11 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 15 phút. iPhone X và iPhone XS Max thì nó sẽ rơi vào khoảng 10 phút. Còn iPhone 8 Plus thì ngay sau khi vào những tựa game nặng bật game lên thì ngay lập tức nó đã bị tố màn hình và đã bị giảm độ sáng rồi. Nguyên nhân ấy là với những con chip thời xưa của nhà Apple thì khả năng tản nhiệt của nó rất là kém và tối hóa phần mềm thì chưa được ngon, khi mà bị nóng máy thì ngay lập tức sẽ giảm độ sáng màn hình và giảm dung nhịp CPU để cải thiện hơn về cái nhiệt độ cũng như là nó không có bị quá nóng trên những con điện thoại. Thì giải quyết cái vấn đề này khi mà chúng ta chơi game thì các bạn chỉ việc lắp vào đây cho mình con quạt tản nhiệt như kiểu là Mimu DL05 đang bán bên H20 Store với mức giá chỉ tầm 300k thôi thì ngay lập tức đã giải quyết được cái vấn đề này rồi. Máy chúng ta sẽ mát mẻ hơn, chơi game sẽ không còn bị nóng, không còn bị tụt độ sáng màn hình nữa. Nhưng mà đương nhiên sức của một con chip 3-4 năm tuổi thì nó vẫn có giới hạn nha các bạn. Cho dù các bạn dùng tản nhiệt, các bạn cũng phải setting game ở một cái mức hợp lý thì may ra mới có thể chơi mượt được. Chứ còn các bạn mà cứ bật setting nó ở mức cao nhất có thể thì cũng rất là khó. Đó là về phần cấu hình, một cái lưu ý cho các bạn nhé. Nếu mà muốn chơi game thì hãy xem theo quạt tản nhiệt. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng với những tác vụ thông thường thì con iPhone 8 Plus đã đủ để chúng ta dùng trong khoảng thời gian từ 2-3 năm tới với những tác vụ hàng ngày cũng như là chơi game nhẹ nhàng rồi. Về phần camera của iPhone 8 Plus thì thực sự là cái thông số của nó không phải quá khủng. Thông số của nó thì cũng giống như là mọi dòng iPhone khác thôi. Camera chính 12 chấm, camera tele 12 chấm, khả năng chụp ảnh thì cũng ở cái mức tạm được. Và với con iPhone 8 Plus của mình thì đã bị làm rơi nên là cái phần góc camera của nó đã có vết nứt rồi. Và khi mà quay lên ấy, hoặc chụp ảnh ấy, thì nó sẽ có cái bị bóng mờ. Và nếu các bạn gặp tình trạng này giống như mình thì thay cái kính cam là có thể giải quyết được vấn đề. Và mình thấy rằng là iPhone thì rất là bền nhá. Con này bị rơi ở ngay phần mặt lưng này, nhưng mà phần mặt trước hay là phần khung viền gần như không ảnh hưởng quá nhiều. Đó, nói chung là cũng bền. iPhone thì rất là lành các bạn ạ. Thì lại iPhone bị hỏng vặt thì rất là ít. Và khả năng chống chịu va đập thì cá nhân mình đánh giá cũng khá là tốt. Còn với cái phần camera selfie ấy, thì camera selfie của iPhone 8 Plus có độ phân giải không quá cao, nên là khi mà chúng ta chụp ảnh thì có thể là khi mà chúng ta zoom ra nó sẽ không được quá chi tiết. Nhưng mà nếu mà nói về khả năng chụp ảnh selfie thì mình thấy rằng là iPhone 8 Plus đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ chụp thử một bức ảnh selfie cho các bạn xem nhé. Ok, đây là tấm hình selfie được chụp trực tiếp từ iPhone 8 Plus. Theo mình thấy thì với cái chất lượng chụp ảnh này, với camera gốc thì mình thấy rằng là nó đã đủ chi tiết, up lên mạng xã hội các kiểu là ok rồi. Nhưng mà nếu các bạn nào mà muốn chụp ảnh làm đẹp thì các bạn nên dùng những phần mềm bên thứ ba như kiểu là B612, Foodi, hoặc là dùng chúng ta chỉnh sửa ảnh qua Snapseed là ổn áp rồi các bạn ạ. Về phần pin ấy, thì 100% những con iPhone 8 Plus là hàng qua sử dụng và nó không chai ít thì cũng chai nhiều. Con máy của mình nó đang chai và chỉ còn loanh quanh tầm là 77% dung lượng pin thôi. Và với 77% dung lượng pin tối đa trên chiếc máy này thì nó có thể dùng được khoảng tầm là 3 giờ liên tục. Và nếu các bạn chai pin dưới 80% thì chúng ta cũng nên cân nhắc về cái việc là thay pin nhé. Đó. Và với thời gian sử dụng pin là 3 giờ sử dụng liên tục thì chơi game quá đuối, hoặc là chúng ta mà muốn dùng nó trong vòng 1 ngày thì cũng hơi mệt các bạn ạ. Tại vì chúng ta chỉ dùng từ sáng cho đến tầm là 1-2 giờ trưa là đã hết sạch pin rồi, và chúng ta luôn phải kè kè với một viên pin sạc dự phòng. Thì đó là một cái lưu ý của mình cho các bạn. Nếu các bạn mua chiếc máy này thì hãy sắm thêm sạc dự phòng, hoặc là sẵn sàng ở công ty của chúng ta phải có bộ sạc. Nếu không thì hết pin vỡ mồm, không biết là kiếm đâu mà sạc. Còn một cái yếu tố nữa mình cần chia sẻ là với những chiếc máy qua sử dụng như kiểu iPhone 8 Plus thì mình tin chắc rằng gần như là 100% những chiếc máy này đã mất đi tính năng kháng nước rồi. Nếu các bạn đừng có mơ mộng về cái việc là một chiếc máy 4-5 tuổi đến từ nhà Apple mà nó vẫn còn kháng nước, nó vẫn còn nguyên zin, không có đâu. Tại vì với những chiếc máy này qua thời gian sử dụng vòng đời lâu như vậy, cái phần ROM cao su của nó cũng đã bị oxy hóa rồi, là nó đã bị thay thế linh kiện bên trong. Ví dụ như là dùng lâu thì phải thay pin đúng không? Đã bị thay pin rồi, hoặc là đại đa số dùng một khoảng thời gian dài như vậy thì cũng đã có những cái tai nạn, ví dụ như là nứt màn hình, ép kính, vân vân. Thì nếu như chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi, vì một chiếc máy có một vòng đời quá dài như vậy thì chúng ta không thể nào mà yêu cầu một chiếc máy phải nguyên zin, phải keng, phải đẹp này nọ được. Đương nhiên, giống như chiếc máy của mình, các bạn thấy không? Dùng một khoảng thời gian nhất định mà đã nứt mặt lưng, nứt kính, màn hình cũng đã bị xước rất là nhiều. Nên là các bạn cũng không thể nào mà đòi hỏi một chiếc máy quá đẹp trong tầm này. Tổng kết lại thì mình thấy con iPhone 8 Plus nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta với những công việc như là nghe gọi, sử dụng hàng ngày, sử dụng mạng xã hội, hay là chúng ta chơi một số tựa game nhẹ nhàng. Còn nếu các bạn muốn chơi game nặng
thì bắt buộc là phải gắn thêm quạt tản nhiệt, thì mình đánh giá là cái hiệu năng của nó sẽ gần bằng con chip Snapdragon 855. Còn nếu các bạn muốn chạy theo những cái xu thế công nghệ, ví dụ như là màn hình tần số quét cao, rồi là những công nghệ bảo mật như là Face ID, hoặc là một cụm camera nó đa năng hơn, thì gần như con iPhone 8 Plus không có, mà bắt buộc các bạn phải ít nhất là nâng lên iPhone 11 thì may ra các bạn mới có thể trải nghiệm được những công nghệ như thế. Ok, anh em nghĩ sao về iPhone 8 Plus? Và bây giờ các bạn còn dùng iPhone 8 Plus hay không? Và các bạn nghĩ rằng nó đã lỗi thời hay chưa? Chứ đừng quên comment và để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn có nhu cầu về mua điện thoại iPhone thì có thể tham khảo tại đường link phần mô tả video nhé. Bye bye.